Thưa quý vị và các bạn, với sự tập trung dồn sức của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của người dân, thời gian qua việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mang Thít đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đến nay, huyện đã có 9 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đáng chú ý là Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long bổ sung huyện Mang Thít vào kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2024-2025. Đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng này, huyện đang tập trung nỗ lực thực hiện các nội dung tiêu chí với quyết tâm chính trị cao để đưa Mang Thít sớm về đích huyện nông thôn mới. Một trong những tiêu chí huyện Mang Thít đang khẩn trương chỉ đạo thực hiện đó là xây dựng xã Bình Phước và xã Nhân Phú về đích xã nông thôn mới để đạt tiêu chí 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu này từ cuối năm 2023, các chỉ tiêu khó, đặc biệt là giao thông, đã được các địa phương bắt tay thực hiện. Trong đó, vận động nhân dân hiến đất, tạo sự đồng thuận để sớm bàn giao mặt bằng thi công các công trình. Tôi vẫn được bà con ở đây rất là phấn khởi, cái vận động thì bà con rất đồng tình ủng hộ với phần đất để ủng hộ vấn đề là nhà nước và nhân dân cùng làm tuyến đường cho thông thoáng, với này con em được đi học và hàng hóa mình vấn đề bà con đưa đi lưu thông được dễ dàng đó. Cái tiêu chí nỗ lực thì ban chỉ đạo xã cũng là cơ bản đã hoàn thành, thì còn các cái tiêu chí của ở trên đầu tư thì trong đó có 8 công trình, thì sau khi mà chúng tôi đã họp dân, ban chỉ đạo chúng tôi họp dân, dân đồng tình hiến đất cây trái hoa màu để thực hiện các công trình này. Lãnh đạo huyện Mang Thít cũng đã chỉ đạo 4 xã là Chánh An, Mỹ Phước, An Phước và Tân An Hội tập trung nâng cao chất lượng toàn diện 19 tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt, chỉ đạo xã An Phước xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu nhằm tạo bước đột phá mới trong quá trình về đích huyện nông thôn mới. Ngay từ đầu năm là chúng tôi phân công từng cái thành viên ban chỉ đạo để phụ trách các cái tiêu chí, đặc biệt là xã cũng đã chủ động để lựa chọn cái tuyến đường để xây dựng cái tuyến đường qua mẫu trong của xã để thực hiện cái tiêu chí về cảnh quan môi trường, tiếp tục duy trì các cái loại hình kinh tế ở trên địa bàn của xã về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng như là nông nghiệp, và có những cái giải pháp để hướng dẫn để hỗ trợ thêm cho các cái cơ sở sản xuất kinh doanh tăng thu nhập. Qua rà soát, đến nay Mang Thít đã đạt 2 trên 9 tiêu chí với 20 trên 36 chỉ tiêu của huyện nông thôn mới. Theo đó, ngoài phấn đấu xây dựng 2 xã nông thôn mới, xây dựng thị trấn Cái Nhung đạt chuẩn đô thị văn minh, tập trung thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn bền vững, xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng thúc đẩy nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2024-2025 ước hơn 681 tỷ đồng. Với tinh thần quyết tâm chính trị rất là cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở xã thị trấn. Với tinh thần như thế thì hy vọng và chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, Mang Thít sẽ sớm đạt được mục tiêu về đích huyện nông thôn mới.